Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi còn xuất hiện mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 12 tiếng tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ sáng ngày hôm nay tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định và Hà Nam phổ biến từ 30 đến 50 mm, nền nhiệt lại giảm mạnh. Nhiệt độ sáng ngày hôm nay giảm hơn so với sáng ngày hôm qua từ 5 đến 6 độ và chỉ vào khoảng từ 14 đến 16 độ. Vùng núi có nơi xuống đến từ 11 đến 13 độ, trời rét. Không khí lạnh từ phía Bắc cũng lan dần xuống và ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, gây mưa vừa mưa to cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Lượng mưa cũng trong 12 tiếng tính từ 7 giờ sáng nay tại khu vực này phổ biến từ 40 đến 70 mm. Tại khu vực Bắc Trung Bộ nên nhiệt độ cũng giảm từ 4 đến 5 độ, trời chuyển rét. Trong khi đó, tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Nam Bộ vào trưa và chiều lên mức là 32 đến 34 độ. Trong những ngày sắp tới, hình thế thời tiết chính chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn là lưỡi áp cao lạnh lục địa. Trong khoảng chiều tối và đêm mai, không khí lạnh được tăng cường yếu sẽ duy trì cường độ và còn được tăng cường mạnh thêm vào ngày 5 tháng 12. Thời tiết điển hình tại Bắc Bộ vẫn là nhiều mây, có mưa nhỏ vào đêm và sáng. Đến ngày 5 thì khi không khí lạnh được tăng cường mạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông nên nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp, trời tiếp tục rét. Đới gió Đông Bắc đi qua biển được tiếp thêm nhiều hơi ẩm, gặp địa hình chắn gió ở miền Trung, không những gây mưa cho khu vực Bắc mà còn lan xuống cả các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ với mức độ mưa rào và dông rải rác. Đến ngày 5 tháng 12, khi không khí lạnh tăng cường mạnh, đới gió này sẽ hoạt động mạnh hơn, làm mưa ở khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ sẽ tăng thêm cả về diện và về lượng, nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 2 độ, duy trì tiết trời rét ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trong khi các tỉnh miền Bắc liên tục duy trì mưa và rét thì đối lập lại, tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến nắng và khô ráo. Mưa nhỏ chỉ xảy ra ở vài nơi với lượng không nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động trong khoảng 28 đến 30 độ và ở Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4 trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, trời rét. Sang ngày mùng 5, trời tiếp tục nhiều mây, mưa có xu hướng tăng lên về lượng, gió đông bắc mạnh lên cấp 3, trời rét. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 2 ngày tới, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vào đêm và sáng, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, trời rét. Sang đến ngày mùng 5, mưa tăng lên cả về diện và về lượng, nền nhiệt có xu hướng giảm từ 2 đến 3 độ, trời rét. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày đầu tuần trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc trời rét. Sang ngày 5 tháng 12, trời tiếp tục nhiều mây, mưa tăng dần cả về diện và về lượng, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, gió mạnh lên cấp 3, nền nhiệt giảm đi từ 1 đến 2 độ, phía Bắc trời tiếp tục rét, phía Nam trời lạnh. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 2 ngày đầu tuần thì các tỉnh phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông nhưng lượng không nhiều, còn tại phía Nam thì thời tiết tốt, mưa chỉ xảy ra cục bộ một vài nơi vào lúc chiều tối, ban ngày trời nắng. Sang đến ngày mùng 5, phía Bắc mưa tăng lên về lượng, có nơi có mưa vừa, mưa to, diện mưa cũng mở rộng hơn về phía Nam xuống tận Phú Yên, nên nhiệt độ ở các khu vực này giảm nhẹ. Tại khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, khu vực này vẫn là nơi có thời tiết tốt nhất trên cả nước, phổ biến ít mưa, ngày trời có nắng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì ở mức từ 28 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ cũng giống như tại khu vực Tây Nguyên, khu vực này trong những ngày sắp tới vẫn duy trì thời tiết tốt, mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không nhiều, có ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất tại một số nơi ở miền Đông vẫn chạm ngưỡng 34 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4 thì khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5 nhưng trời phổ biến tạnh ráo, ít mưa, tầm nhìn thoáng trên 10 km. Sang ngày mùng 5 thì gió trên khu vực này mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 biển động, đồng thời xuất hiện mưa rào và dông làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, tại vùng biển giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, luôn duy trì đới gió đông bắc mạnh cấp 5, thời tiết tạnh ráo, ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Thưa quý vị, như vậy là trong khoảng 3 ngày sắp tới, nhìn chung tại Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây, có mưa và duy trì rét. Sang ngày mùng 5 thì không khí lạnh còn được tăng cường mạnh, làm nhiệt độ giảm thêm từ 1 đến 2 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung cũng có mưa, tập trung nhiều ở khu vực Trung Trung Bộ, phần Bắc Trung Bộ trời rét. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục tốt, có mưa ở một vài nơi với lượng không nhiều, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.